Với bàn thắng vào lưới Atletico Madrid, Anthony Elanga trở thành cầu thủ trẻ nhất Man United ghi bàn ở vòng loại trực tiếp Champions League, 19 tuổi 302 ngày. Elanga cũng là cầu thủ trẻ thứ 5 của Man United ghi bàn tại sân chơi này. Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ, Elanga cho biết: "Tôi đã mơ về những khoảnh khắc như thế này, về việc được ghi bàn ở Champions League trước những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Atletico Madrid. Giấc mơ của tôi giờ đây đã thành hiện thực." Rangnick cũng đã dành nhiều lời khen cho cậu học trò. Elanga đã có màn trình diễn chói sáng, cậu ấy vẫn đang tận hưởng niềm vui trên sân cỏ. Theo Marca, Mikel Arteta sắp được Arsenal đề nghị ký hợp đồng với mức lương cao hơn khá nhiều so với hiện tại. Chưa rõ thời hạn hợp đồng mới là bao lâu, nhưng thu nhập của Arteta sẽ được tăng lên 9,9 triệu euro mỗi mùa, cao hơn gần 4 triệu euro so với những gì mà ông đang nhận. Sau khi hoàn thành 3 hợp đồng mới, Mikel Arteta sẽ là huấn luyện viên được trả lương cao thứ 5 ở Premier League sau Brendan Rodgers, Antonio Conte, Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Hợp đồng hiện tại của Mikel Arteta chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2023. Vì vậy Arsenal muốn sớm hoàn tất những điều khoản trong hợp đồng mới. Sau trận thua Burnley, Antonio Conte cho biết sẽ nói chuyện với Tottenham Hotspur, đồng thời úp mở khả năng ra đi vào cuối mùa. "Tôi phải nói chuyện lại với câu lạc bộ. Tottenham đã bổ nhiệm tôi để giúp đội bóng thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ là tôi đã không làm đủ tốt. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi quyết định được đưa ra vì tôi muốn tốt cho câu lạc bộ. 4 trận thua ở 5 vòng đấu gần nhất là điều không thể nào chấp nhận." Ở 5 vòng gần nhất tại Premier League, Spurs chỉ giành được một chiến thắng trước Manchester City. Hiện tại, họ đang xếp vị trí thứ 8, kém 7 điểm so với đội xếp thứ 4 là Man United. Theo Daily Mail, Inter Milan đang theo dõi sát sao tương lai của Gabriel Jesus và hợp đồng với tiền đạo người Brazil và Man City còn thời hạn 16 tháng. Kịch bản Man xanh chia tay Jesus hoàn toàn có khả năng xảy ra. Số tiền thu được từ thương vụ Gabriel Jesus sẽ giúp câu lạc bộ nước Anh có thêm khoản phí để mua Harry Kane hay Erling Haaland. Thời điểm hiện tại, Gabriel Jesus đang ngồi ngoài vì vấn đề về cơ. Sau 25 trận mùa này, Jesus đã có 6 bàn thắng và 9 kiến tạo. Ở một diễn biến khác, Manchester City có khả năng sẽ đổi Gabriel Jesus để lấy Lautaro Martinez. Tiền đạo người Argentina vẫn đang là trụ cột trên hàng công của Inter mùa này. Theo SunSport, Arsenal đã có một nước đi táo bạo khi muốn chiêu mộ Christopher Nkunku từ Leipzig trong mùa hè. Hiện tại, câu lạc bộ của Đức đã đưa ra mức giá để các đối tác có thể tham khảo. Báo chí khẳng định Leipzig muốn bán cầu thủ của mình với 62,5 triệu bảng. Christopher Nkunku đã có 22 bàn và 13 kiến tạo sau 33 trận mùa này trên mọi đấu trường. Mặt khác, tiền vệ người Pháp mới chỉ 24 tuổi. Nếu Nkunku chuyển đến Arsenal vào cuối mùa, tài năng của anh sẽ được trui rèn tại giải đấu được xem như khắc nghiệt nhất hành tinh. 12 giờ 20 trưa ngày 24 tháng 2, nhóm cầu thủ bổ sung thứ hai của U23 Việt Nam đã có mặt tại Phnom Penh. Cụ thể, Trần Liêm Điều, Đoàn Anh Việt, Hồ Khắc Lương và Võ Nguyên Hoàng xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia. Ngay khi tới nơi, họ được trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên động viên, khuyến khích hãy chiến đấu hết mình về một cờ sắc áo. Liêm Điều, Anh Việt, Khắc Lương và Nguyên Hoàng sẽ lần lượt mặc áo số 26, 19, 9 và 8. Đó là những số áo của những cầu thủ đã bị gạch tên, bao gồm Thành Lâm, Xuân Quyết, Quốc Việt và Đức Hoàng.